Xin chào tất cả các bạn, tôi là Dạ Hành Nhân. Có một lần tôi đọc được một bài báo chia sẻ trên mạng về tác dụng của cây an xoa chữa được ung thư. Tôi rất tò mò và đã một lần chia sẻ trên trang cá nhân. Nhân hôm nay rỗi rỗi tôi đi rừng thì tôi sẽ tìm ra cây an xoa và hướng dẫn các bạn cách phân biệt về cái cây an xoa này á. Thì trên thế giới thì hiện là có nguồn gốc là của Campuchia, những người Campuchia người ta đã biết sử dụng cái cây này để chữa ung thư lâu rồi. Và bên ngành y tế của Indonesia thì cây này người ta đã đưa vào là cây chữa bệnh từ lâu. Nhưng hiện ở Việt Nam thì là chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào của về Bộ Y tế, cũng như chưa có một cái tài liệu nào của y học cổ truyền nói về cái loài cây này. Nhưng mà cái tác dụng của nó trên thế giới thì nhiều nước dùng và bảo rằng là chữa ung thư gan thì rất là hiệu quả. Tôi thì tôi cũng không biết hiệu quả của nó tới đâu. Đấy, nhưng mà với trình độ của một kỹ sư lâm nghiệp thì tôi chỉ khẳng định với các bạn hôm nay tôi sẽ tìm đúng cây an xoa và hướng dẫn các bạn phân biệt được cây an xoa. Còn tác dụng của cây an xoa có thật hay không, tác dụng đến đâu, tôi không dám khẳng định. Đó, mời các bạn đi cùng tôi. Đi nào. Cây an xoa này thì nó là cây thân bụi các bạn nhé. Cây thân bụi sống ở, nó ưa ẩm nhưng tuy nhiên lại không ở dưới tán rừng già. Và nó hay nằm ở các bờ các bụi, thường thì gần biên giới với Campuchia. Theo như những người mà người ta tìm được trước đấy, người ta bảo là gần biên giới Campuchia rồi lối Bình Phước của Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi thấy thì ở trên các dãy Trường Sơn, phía đông Trường Sơn của các tỉnh miền Trung đều có cái cây này. Thậm chí có rất nhiều. Nhưng theo tôi nghiên cứu thì hiện có 3 loại có thể gây nhầm lẫn. Mà hiện tại bây giờ trên mạng rất nhiều người bán cái loại này, thậm chí bán có giá chỉ khoảng 150 đến 250. Tuy nhiên nếu như mọi người không tỉnh nhá, nhất rất dễ nhầm với hai cái loại sau đây. Mà uống vào thậm chí độc hại, không có tác dụng gì và hầu như nó giống nhau gần như tuyệt đối luôn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chuẩn nhất cho các bạn. Đây rồi. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cây an xoa. Đây. Cây an xoa đây các bạn. Chuẩn đét. Cây an xoa quả hơi giống quả đào, bé hơn, có lông. Lá có lông. Hoa thì mọc ở nách cành. Màu tím nhá. Quả thì giống quả đào có lông, lá hai mặt có lông. Tôi chưa nghiên cứu kỹ, tôi nghĩ là nó là thuộc họ đay nhưng mà không biết có chính xác không, nhưng mà tên khoa học của nó là Helicteret hikusalo. Đây là cây dại thì sống nói chung gần Campuchia. Về dân gian thì nó có nhiều tác dụng về chữa bệnh gan, chữa ung thư gan các loại, nhưng mà chủ yếu là Campuchia người ta biết dùng từ lâu. Indo thì đã có công trình nghiên cứu ở cấp nhà nước nhưng Việt Nam thì chưa. Đây, cây an xoa vào mùa này thì chưa có quả các bạn nhé. Nhìn kỹ này, nó mọc thành bụi này. Đây, hoa màu tím mọc nách cành, lá răng cưa, mặt dưới hơi mốc, mặt trên xanh nhạt, có lông cả hai mặt. Đây chưa có quả, nếu có quả thì cái quả bé của nó đây các bạn này. Đây, quả bé này nó sẽ to cỡ như ngón tay cái thì là đạt đến độ trưởng thành. Tuy nhiên có một cái loài nữa rất giống, nếu mà các bạn rất giống cây an xoa này nhá, giống từ lá cho đến thân, đến cành, đến quả. Nhưng chỉ khác mỗi là cái quả của cái cây gần cùng họ với an xoa kia là nó to hơn. Mà khi mà nó chín thì cái phần lông của nó biến thành màu đen, lá nó cũng to hơn. Đấy, còn đâu là giống nhau toàn bộ cái cây đấy thì không phải cây an xoa. Nó không có được cái tác dụng như là mọi người nói về cây an xoa. Hiện tại trong cái khuôn khổ của clip này thì tôi chưa tìm được cái cây giống đây để so sánh. Tuy nhiên thì có cái cây sau đây mà rất dễ gây hiểu nhầm hoặc là nhiều shop nhầm có thể lấy cái loài sau đây cũng rất giống. Đây, cái cây dại này. Lá nó cũng có lông, nó cũng nở hoa vào mùa này, mặt trên cũng xanh, mặt dưới xanh nhạt hơn, hai mặt đều có lông, cùng họ với cái cây an xoa kia. Đây là hoa của nó. Tuy nhiên nó chưa có quả, thằng này nó quả cũng có lông. Đấy. Quả có lông, tuy nhiên quả cái thằng này là quả tròn.
quả thằng kia này lại quá dài. Thân này nó cũng có lông này, nó bẻ ra là nó sơ giống như họ đay. Đấy, giống như họ đay, cái vỏ của nó là rất dai. Đấy, nó giống y hệt cây ansoa. Cái này các bạn uống vào là có thể lông của nó làm cho ngứa nhá, không có tác dụng gì đâu. Đây mới là cây chuẩn ansoa. Nào, chặt thu hoạch về không được nhổ rễ. Chặt hết về để phơi khô sao. Nếu cành thì các bạn cành to các bạn đem sao nhé, rang vàng hạ thổ. Còn lá bỏ quả đi, nếu như vào mùa có quả thì bỏ quả đi. Còn lá với cả cành non thì ta cứ phơi khô thì là nước ta uống thôi. Đấy, cái 1 lít nước thì sắc còn lại 0,8. Trong ngày uống thay nước nhé. Cái này cực kỳ tốt cho bệnh gan, rất nhiều bệnh nhân giai đoạn cuối của ung thư gan đã từng khỏi và đã được chia sẻ lên trên mạng xã hội. Cái này thì tôi cũng quan tâm về cái vấn đề cây dược quý để chia sẻ tới cộng đồng. Thì tôi làm cái clip này để hướng dẫn với mọi người. Đây, ok. Các bạn nhìn kỹ nhé. Cây bụi mọc thành từng khóm ở các lùm, các gò. Ưa ẩm, tuy nhiên lại không quá ưa bóng. Ok.